Thầy và các bạn, hôm nay mình sẽ thuyết trình bài Scratch của mình. Thì hôm nay mình sẽ thuyết trình về bài Bảo vệ đảo của mình. Thì bài này thì lối chơi của nó là khi mà bắt đầu thì mình sẽ bắn mấy cái tàu này. Mình đừng có để nó vô cái đảo của mình để nó vô đảo của mình thì mình sẽ thua. Thì ở đây bây giờ có một cái biến tên là điểm, thì cái điểm này dùng để làm gì, thì khi mà bắn vào cái con thuyền thì mình sẽ được một điểm. Và đây là phần coding, thì do là con chưa làm xong hết phần coding nên là vẫn chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Khó khăn mà gặp á thì có vài lúc mới thì lộn, không biết cái khối nào mới phù hợp. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn phần thuyết trình của con ha. Rồi, bây giờ thầy mời phần nhận xét của các bạn ha. Bạn Tuấn Anh nè, mời phần nhận xét của Tuấn Anh. Bà thuyết trình đủ điều kiện. Rồi, sản phẩm thì như thế nào? Sản phẩm được ạ. Rồi. Còn gì nữa không nào? Bạn nào có ý kiến thêm về phần thuyết trình của bạn Xuân Khang thì con bật mic lên nào. Rồi, nhưng mà chúng ta chưa có ý kiến thêm về sản phẩm đâu nào, thì thầy nhận xét luôn ha. Thầy nhận xét luôn phần thuyết trình của Xuân Khang nè. Như các bạn khác cũng đã thầy cũng đã nhắc á, là chúng ta phải cần thực hiện đảm bảo các bước, nhưng mà Xuân Khang vào thì Xuân Khang giới thiệu được tên sản phẩm. Tuy nhiên thì lại chưa giới thiệu được về thông tin của Xuân Khang. Ví dụ trong trong trường hợp là chúng ta làm ra được một sản phẩm rất là hay, nhưng mà chúng ta giới thiệu thuyết trình mà người nghe thuyết trình không biết tác giả đó là ai thì nó cũng chưa được hiệu quả lắm, đúng không nào? Do đó là chúng ta phải biết đây, giả sử chúng ta làm ra được một sản phẩm rất là hoành tráng rồi, nhưng mà khi thuyết trình thì chúng ta không biết ai làm ra được cái sản phẩm đó thì nó cũng mất đi cái quyền tác giả của chúng ta rồi. Do đó là Xuân Khang cần phải chú ý ha, các bạn khác cũng cần phải chú ý là chúng ta cũng phải cho biết cho người người biết người lắng nghe thuyết trình đó là biết chúng ta là ai, được chưa? Ví dụ như một vài thông tin cơ bản thôi, tên là Xuân Khang, học lớp mấy, học trường nào và thực hiện sản phẩm hôm nay là sản phẩm gì, thì được chưa? Đó là phần thuyết trình. Rồi trong quá trình thuyết trình thì Xuân Khang cũng đã chia sẻ được là cái khó khăn là mình chưa phân biệt được các khối lệnh, được chưa? Đồng thời là gì? Khó khăn nữa của Xuân Khang là Xuân Khang chỉ làm được cái sản phẩm là nó chưa hoàn chỉnh và nó còn mới thực hiện để được chức năng là tàu chạy vào và đừng để đà tàu bám vào cái đảo, nếu bám vào nếu chạm vào cái đảo thì nó sẽ thua. Nhưng mà khi chúng ta miêu tả như vậy nhưng mà sản phẩm chúng ta thì chưa thể hiện được tính năng đó, thì lưu ý là ví dụ như Sư Kha nói là gì, chúng ta làm được một cái sản phẩm là để chúng ta sẽ bắn các con tàu và đừng để con tàu này nó tiến vào đảo của chúng ta, nếu để tiến vào thì ta sẽ bị thua, thì Sư Kha nên để cho cái đảo đó nó xin lỗi là cái con thuyền đó nó tiến về cái đảo và thể hiện cái trạng thái thua như thế nào, được chưa? Đó, chúng ta cần phải mô tả làm sao đúng như hoạt động, được chưa? Hiểu không Xuân Khang? Dạ thầy. Rồi Xuân Khang chỉ làm được một cái level, là một cái level một đầu tiên là bắn bằng tâm ngắm mà chưa thực hiện bắn bằng đạn, đúng chưa? Đúng không Xuân Khang? Dạ. Như vậy là Xuân Khang cần phải theo dõi lại nội dung các buổi học trước và cố gắng hoàn thiện thêm các chức năng còn lại nha. Các chức năng còn lại con có nắm được không Xuân Khang? Dạ thầy. Con có biết cách làm lập trình lại cho một số các cái chức năng còn lại cho nhân vật không nào? Dạ có thầy. Rồi, như vậy là Xuân Khang con tranh thủ và con hoàn thiện các chức năng còn lại ha.
chúng ta lập trình. Phần thuyết trình của Sinh Khang thì nó cũng chưa được ok lắm, cho nên cần phải luyện tập thêm nữa nha. Đó, và cố gắng hoàn thiện sản phẩm. Được chưa nào? Đó, chúng ta sẽ hoàn thiện thêm cái sản phẩm của mình. Rồi, trong cái phần sản phẩm á, thì quá trình mà làm sản phẩm, nếu như mà Xuân Khang gặp vấn đề gì chưa hiểu thì Xuân Khang có thể nhắn tin với thầy để biết được là cái cách chúng ta thuyết trình, xin lỗi, là cách chúng ta làm sản phẩm ha. Ví dụ như chức năng bắn tàu bằng đạn như là chưa làm được thì cũng có thể nhắn cho thầy. Và lưu ý là gì, chúng ta ít nhất là phần thuyết trình của các con á, thì các con phải đảm bảo được là các chức năng cơ bản trong sản phẩm mà thầy đã hướng dẫn, được chưa? Rồi sau đó về chúng ta sẽ cải tiến một số cái chức năng ở trong đó. Ví dụ như là ở sản phẩm bảo vệ đảo này của chúng ta nè, khi mà các con thuyết trình á thì các con phải đảm bảo cho thầy là các cái nội dung cơ bản, ví dụ như là tàu sẽ xuất hiện ở nhiều hướng và đi về một trong hai đảo. Rồi nhiệm vụ của chúng ta là ở cái phần level 1 thì chúng ta bắn bằng tâm ngắm. Thứ hai là chuyển sang bắn bằng đạn. Được chưa? Level 2 thì bắn bằng đạn thì con phải làm được hai level, và bắn bằng tâm ngắm, bắn bằng đạn. Đồng thời thì chúng ta có thể đi cải tiến thêm mình gì? Là chúng ta thấy là gì? Ở những cái phần chúng ta có thể là quy định là trong khoảng một khoảng thời gian nhất định, ví dụ cải tiến thêm là bổ sung thêm là một trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như trong vòng 1 phút chúng ta tiêu diệt được bao nhiêu tàu chẳng hạn, được chưa? Hoặc là ở cái phần level thứ hai đó, thì khi chúng ta một đoạn thời gian nhất định là chúng ta sẽ thấy gì, sẽ có tàu địch, mà nhưng mà phải là tàu địch loại lớn chẳng hạn, giống như tương tự như đó là tàu boss đó, tàu boss sẽ xuất hiện chẳng hạn đó, thì con cải tiến thêm ở phần này. Và chúng ta muốn cho cái sản phẩm của mình nó hay hơn thì chúng ta sẽ thêm một số chức năng nâng cao như vậy, được chưa? Đó. Và trong sản phẩm của chúng ta thì cần, thứ nhất cần phải đảm bảo cho thầy được thứ tự các chức năng cơ bản và thực hiện được là gì, cái phần chức năng cơ bản đó, sau đó thì chúng ta mới cải tiến, hiểu chưa? Và trong sản phẩm thuyết trình thì các con cần phải đưa được những tính năng cải tiến vào trong đó. Lưu ý là khi các con học á thì các con nên là để cái link sản phẩm của các con lên trên file theo dõi tổng quan, được chưa? Để thầy vào đó thầy xem, sau đó thầy vậy thầy sẽ gửi cho các con những cái ý tưởng, những cái nội dung mà các con cần phải điều chỉnh để các con hoàn thiện nên cái bài của mình nó sẽ hay hơn. Còn các con mà không đưa lên đó thì thầy cũng không biết được là các con đã làm được như thế nào, sản phẩm của con ra sao và cần phải cải tiến cái gì, được chưa? Do đó là thầy khi thầy nhắc thì các con nên bổ sung lên cái link lên trên file theo dõi tổng quan để chúng ta có được cái tư liệu, có được cái phần mà nhận xét của thầy, được chưa? Thì các bạn khác cũng, các con cũng có thể vào đó để con xem cái sản phẩm của bạn để ta thêm cái ý tưởng đưa vào cái sản phẩm của mình, được chưa?